chao đinh để trà nguôi rồi mới cho bà uống coi đúng hay không vậy? Mẹ, mẹ cho con với vợ của con á ra ngoài chơi một chút được không? Nghe mẹ. Mẹ ơi, Nutracker không có trong này. Chắc ở trong phòng của tôi rồi. Anh đi, vô phòng lấy xuống cho bà đi con. Khoan. Cháu đứng lại đó, đã cứ để bác cháu lên trên lấy. Cháu chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình đi. Bài kiểm tra? Đúng rồi. Con bé nó đã xa nhà 5 năm còn gì. Phải kiểm tra con bé để coi nó còn nhớ những gì đã dạy hay không. Phải coi coi nó nhớ cách làm mấy món cô đã chỉ cho nó hay không. Biết đâu nó quên. À, mẹ mẹ, tự nhiên con muốn ăn đậu Hà Lan ghê luôn đó mẹ. Bây giờ mẹ làm đi nghe, đừng để vợ con làm nữa. Con thích mẹ của con làm hơn, mẹ nấu ngon nhất mà. Mẹ là bếp trưởng ở trong nhà. Ngày nào cháu cũng được ăn đồ ăn do mẹ cháu nấu. Hôm nay cháu phải ăn đồ ăn do vợ cháu nấu đi. Cháu có ý kiến gì hay không? Cháu có thể nấu ăn cho mọi người được chưa? Dạ không thưa bà. Ý cháu là... Dạ là được thưa bà. Cháu sẽ nấu ăn. Để bác vô trong phụ với con. À không, không ai được phép phụ giúp gì. Nhưng mà mẹ ơi, 5 năm qua nhà bếp của chúng ta đã thay đổi ít nhiều. Anandi nó chỉ mới về nhà thôi, nó đâu biết đồ để ở chỗ nào chứ. Nếu nó tìm được tức nghĩa nó thông minh. Dù thế nào đi nữa thì không ai được phép giúp đỡ cho nó. Cô không cần có ý kiến gì hết. Cô càng nói tôi lại càng không tin tưởng vào cháu dâu của mình. Tất cả nghe cho rõ đây, hôm nay Anandi sẽ nấu ăn, không ai được lén phén vào bếp giúp cho nó. Tất cả đã nghe rõ chưa, Sumitra? Dạ. Dạ thưa mẹ. Mẹ không cần phải lo cho con đâu, con sẽ làm được mà. Anandi, đem cái này vô bếp cho bà. Sao tùm lum hết vậy nè trời? Mọi thứ không còn để ở chỗ cũ nữa. Mình biết cái nào với cái nào đây? Không biết đồ để ở đâu thì làm sao mà nấu được đây chứ? Xin thần linh hãy giúp cho con với. Anh tới đây thì tốt quá. Nhà bếp thay đổi hết rồi anh à. Có thể khẩu vị của mọi người cũng không còn giống như lúc trước nữa. Em không muốn làm cho bà buồn. Em phải làm sao đây hả Sadik? Tự nhiên sao lại hỏi anh chứ? Anh đâu có biết làm gì đâu. Chẳng phải em luôn nghe theo lời của bà nội sao? Tại sao hồi lúc nãy em lại nói là em có thể làm được vậy? Trước mặt bà em không nói cái gì hết à? Còn giờ em lại kể khổ cho anh làm sao chứ? Em đang rất rối mà anh còn nói như vậy nữa. Anh làm như em muốn vậy lắm. À, anh đâu có làm gì đâu. Anh chỉ là nói thôi mà.
Anh tới là để giúp em đó. Bây giờ em biết ai thích ăn gì chưa? Bác Vasan thì bác ấy rất thích ăn hạnh nhân ngọt. Còn bác Gena thì bác ấy lại rất thích ăn pani. Ba của mình thì lại rất thích ăn dabati. Còn mẹ thì thích... Mẹ thích rau ba bát. Những cái đó thì em biết rồi anh à. Nhưng mà giờ... Là em không biết làm hay là em quên vậy? Anh có viết ở trong lá thư mà. Đúng rồi ha. Anh có nhắc điều này ở trong thư anh gửi cho em mà. Ừ. Hồi đó bác Gena không thể ăn được hạnh nhân với lại hạt hướng dương. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ ngày nào bác ấy cũng phải làm cho anh đu ăn hết. Nên bác ấy bây giờ có thể ăn được chúng rồi ha. À, bác sĩ nói là bác Vasan thì không thể ăn nhiều muối trong một bữa ăn được. Bởi vì bác bị tăng huyết áp. Ờ đúng rồi, bác bị tăng huyết áp. Đó, bây giờ em nhớ rồi nghe. Làm sao em không nhớ được chứ. Em đọc thư anh gửi không phải chỉ một lần đâu anh à. Bây giờ em có thể làm được rồi Sadiq à. Anh cứ yên tâm để đó cho em đi. Được mà. Em ngọt ngào lắm vợ của anh. Anh nói thiệt đó. Em còn nợ anh cái này nè. Điên hả? Anh yêu em đến phát điên rồi nè. Anh không thể nào ngồi yên khi lúc nào em cũng xinh đẹp như vậy. Sadiq à, anh đi ra ngoài đi, để em làm việc của em. Nếu như anh không để cho em nấu ăn thì em sẽ bị la đó. Anh đã giúp đỡ cho em rất là nhiều rồi, vậy mà em lại không đáp ứng yêu cầu của anh là sao? Anh đâu phải hoàn toàn giúp đỡ em. Anh chỉ là cho em biết người nhà của anh thích ăn cái gì. Nhưng người quan trọng nhất chính là bà anh kia kìa. Mấy thứ này hả? Ừ, là mấy thứ này đó. Em phải nên nhớ là đừng bao giờ tiết kiệm những thứ này nghe chưa. Em cứ cho nó vào thật nhiều là được rồi. Sao biết à? Em cứ như vậy hoài à, không yêu anh gì hết á, cứ nghe lời của mọi người ở trong nhà thôi. Để rồi bây giờ thành ra như vậy đó. Chúng ta phải nghe lời người lớn chứ anh. Để cho người lớn buồn lòng là không nên đâu. Anh không nói tất cả mọi người, anh đang nói tới là bà nội của chúng ta. Em có làm gì á thì bà cũng không hài lòng. Rồi hôm nay nữa đó, lúc nào cũng kiếm chuyện với em, chỉ vậy thôi à. Anh đừng như vậy mà. Lúc khác chúng ta ra ngoài chơi, anh lúc nào cũng nói xấu bà của mình hết. Thôi anh ra ngoài đi, để em làm. Em mà tiếp tục nói chuyện, em sẽ không kịp làm đồ ăn cho mọi người đâu anh à. Để anh phụ em nghe, anh cắt rau phụ em cũng được mà. Không, không được. Bà nói gì anh không nghe thấy hả? Em phải làm việc này một mình. Anh đi đi. Tốt nhất là em nên làm cho thiệt là ngon vào đó nghe chưa. Còn nếu làm không được thì cứ nói với anh. Đi ra đi Sadiq à. Được rồi anh ra mà. Mùi thì cũng thơm thiệt đó. Tại sao lại có thể thơm như vậy? Vì anh đi vẫn không quên gì thưa mẹ. Anh đi vẫn như trước kia. Mẹ nhìn nè, nó còn làm món này cho con nữa nè mẹ. Bà thử ăn trước đi bà, xem hương vị thế nào, có ngon hay không. Mùi vị của món này hả? Vẫn như trước kia, thậm chí còn ngon hơn.
đã nói rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Anandi của chúng ta bây giờ thông minh hơn trước kia nữa mà mẹ. Quá nhiều món như vậy mà chỉ có một mình con bé làm đó mẹ à. Con thật sự phải nể con bé đó. Gina, em đi lấy đồ ăn cho anh đi. Dạ. Dạ khoan đã bác. Con có làm đa anh với rau đây bác à, dành riêng cho bác Pha San. Vậy à? Dạ. Con có nghe nói là bác sĩ không cho bác ăn nhiều muối mà bác. Ờ, sao cháu lại biết được những chuyện này chứ? Có phải ai đó giúp cháu hay không hả? Có phải mẹ chồng với bác Gina giúp cháu không? Dạ không có đâu bà. Dạ mẹ chồng cháu với bác Gina không có giúp cháu gì hết. Chỉ là hồi lần chồng cháu có viết thư, anh ấy có ghi lại những điều này. Cháu nhớ lại nên đã làm theo đó bà. Thì ra là chuyện này có liên quan tới gia đình sao? Cháu cũng biết quan tâm tới mọi người. Cháu nói cho bà biết, vậy gia đình có viết gì về bà không? Dạ có thưa bà. Anh ấy nói rất nhiều về bà. Đầu trang là anh ấy nhắc tới bà liền đó. À, nó vẫn còn tức giận bà nó mà. Nếu có giết thì cũng chỉ là trách móc. Bà là kẻ thù của nó. Dạ không có đâu bà. Cháu biết mọi thứ về bà, nhưng mà chỉ những điều tốt đẹp thôi. Với lại trước giờ cháu rất hiểu con người của bà. Theo thời gian chẳng những cháu xinh đẹp hơn, cháu còn ngọt miệng hơn rất nhiều đó Anandi. Giờ bà tuyên bố hôm nay cháu làm cho bà rất vui. Bà sẽ cho cháu một món quà. Dù sao cháu cũng xa nhà 5 năm, cháu sẽ rất nhớ mọi người, quan tâm tới mọi người. Không những vậy, cháu vẫn còn nhớ nhà này bao nhiêu người thích ăn món gì. Đây, cháu mau cầm lấy đi ha, quà của bà. Thần linh ban phước. Cháu trai, có phải là cháu muốn dẫn vợ cháu đi ra ngoài chơi hay không? Cháu cứ đi đi. Thiệt hả nội? Dạ. Không nghe hay sao? Mắt của bà có thể bị mờ, nhưng bà chưa đến mức không biết mình đang nói cái gì đâu. Bà biết cháu nói với mẹ cháu cái gì. Bà nghe thấy hết đó. Cháu mau ăn nhanh đi, rồi dẫn vợ của cháu đi khắp làng chơi đi cháu. Có chuyện gì đây ta? Mẹ đang lo lắng cho cháu trai với cháu dâu của mẹ hả? Chuyện này tất cả đều là nhờ có Anandi hết. Con bé nào nấu đồ ăn bằng cả trái tim của mình đó anh à. Thôi giờ chúng ta đi liền đi, nhanh đi. Cháu không định ăn luôn hả? Dạ thôi, cháu chưa có đói nội. Chút xíu nữa cháu dạy sao nghe. Đi thôi. À, trời đất. Thằng nhỏ đúng là vui vẻ hơn trước rồi. Nhìn thấy vợ của mình là nó vui ra mặt liền, cái thằng này thiệt tình. Thôi chúng ta ăn cơm đi. Sao đấy à, chừng nào mới tới vậy? Chỉ chút xíu nữa thôi em à. Anh sẽ cho em một bất ngờ rất đặc biệt. Anh ơi sao lâu vậy? Sắp rồi mà em vẫn vậy à. Không kiên nhẫn chút nào hết. Cứ từ từ sẽ tới thôi. Em phải kiên nhẫn chút chứ. Tới rồi. Anh dẫn em tới đây để coi cái này hay sao? Chiếc xe đạp này thì có gì là lạ?
mua cho anh cái xe này nè. Em thấy có đẹp không? Đẹp lắm đó anh. Em chưa bao giờ thấy cái gì đẹp bằng. Mà sao anh không nói cho em biết trước chuyện này vậy sao đi? Nếu như mà nói trước á, thì liệu em có bất ngờ rồi vui mừng giống như bây giờ hay không chứ? Em cũng muốn chạy thử không? Dạ. Được thôi. Nè, em đợi lên đi. Thôi được rồi, để anh đợi cho em nghe. Rồi, anh đợi xong rồi đó. Em mau lên xe đi. Giữ thăng bằng đây. Em sao vậy? Dạ thôi đi, em không ngồi đâu anh à. Anh làm cho em té nữa thì sao? Hồi đó anh cũng từng làm cho em té rồi. Hồi đó là anh còn nhỏ, bây giờ anh lớn rồi mà. Lên đi. Anh kêu lên đi mà. Cái xe này cũng lớn lắm, sẽ rất khó điều khiển. Liệu anh có thể lái nó được không chứ? Tự nhiên em lại hỏi anh câu đó làm sao? Anh lái nó rất là nhiều lần rồi. Thậm chí hả, anh còn dùng nó để chở Poly tới trường nữa. Thôi đi, lên xe nhanh lên, đừng nói nhiều nữa. Nhanh đi. Leo lên. Ngồi bên cũng được mà. Đúng rồi, ngồi bên thôi. Đúng rồi. Mau ôm anh đi. Lẹ lên đi chứ. Không, không ôm. Hả? Sao đấy ạ? Từ từ thôi anh. Sao anh chạy nhanh quá thì vậy? Thì đang từ từ nè. Nếu mà anh chạy chậm nữa thì nó buồn đó. Nó cũng đang có cảm xúc mà. Anh lên đi. Bây giờ chúng ta sẽ không bị chia cắt nữa. Em nghĩ đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Em nói cho anh nghe đi. Em sẽ không rời xa anh đúng không? Anh chạy chậm một chút được không? Em không chịu nói hả? Vậy thì anh sẽ chạy nhanh hơn cho coi. Được được được. Chúng ta sẽ bên nhau, không bao giờ chia lìa với nhau nữa. Anh chạy chậm lại đi xe đít hả? Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Anh sẽ không để cho em bị cái gì đâu mà. Em biết anh sẽ bảo vệ cho em. Nhanh chạy chậm lại đi. Em sợ lắm Sa Đít ạ. Sa Đít. Không, anh sẽ không chạy chậm đâu. Em còn nợ anh đó. Em phải trả nợ cho anh cái đã. Nè. Sa Đít, chạy chậm lại đi. Anh nghe gì chứ hả? Chạy chậm lại đi anh ạ. Sa Đít à, em sợ lắm Sa Đít ạ. Anh. Thì anh cũng đã nói rồi đó. Em trả nợ trước đi, rồi anh sẽ chạy chậm lại. Nhanh lên. Sao anh xấu tính quá vậy? Này Sa Đít à, thôi được rồi, anh chạy từ từ đi mà anh. Dừng xe lại, dừng lại, dừng lại đi. Em đau tim quá. Anh không thể nào chạy xe từ từ được hay sao chứ? Đi chuyến này xong chắc em tiêu luôn quá. Vậy thì cho em tiêu luôn. Chúng ta sẽ đi xa, em cứ yên tâm đi. Ngồi sau anh là được rồi. Anh sẽ đem tới một nơi chỉ có hai ta thôi. Em có vui không? Sa Đít à, nhìn đằng trước đi. Đừng có nhìn em nữa Sa Đít à. Yên tâm đi, anh vẫn nhìn thấy đường đi mà. Sa Đít à, Sa Đít à. Nè hai người, có sao không đó? Dạ không. Cậu tưởng mình đang đi xe đạp hay sao? Cậu đang lái một chiếc xe phân khối lớn đó. Cậu không lo nhìn đường hay sao?
làm bể cái bình của người ta rồi. À, nên đi, em có sao không? Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cười? Bị té xe mà còn cười nữa là sao? Anh không thấy chuyện gì vui hết á. Anh đang hỏi em mà sao không trả lời? Em có bị làm sao không? Bây giờ nếu mà có gương chắc anh cũng cười chết luôn đó. Sao lại lo cho em chứ? Anh bảo vệ cho em mà. Nhìn anh kìa, dính hết bùn đất lên mặt rồi. Bộ nhìn bộ dạng anh mắc cười lắm luôn á hả? Em cứ cười thoải mái đi, cứ coi anh như là thằng Hệ vậy. Chúng ta chơi hết rồi đây nè, vậy mà cũng vui nữa. Anh muốn đưa em ra ngoài đây chơi vui vẻ, để cho em được thoải mái hơn. Anh đã nói với em rồi mà, anh chỉ cần được nhìn thấy em hạnh phúc là anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo thôi. Vậy mà em lại không hiểu gì hết. Có chuyện gì vậy? Hai người có sao không? Có cần tôi giúp đỡ không? Trên đời có nhiều chuyện cũng lạ quá ha. Không biết bắt nguồn từ đâu, hết ngồi trên bãi cỏ tâm sự, bây giờ ra ngồi dũng sình để tâm sự ha. Đúng là tình cảm quá. Quần áo em dơ hết rồi nè, phải làm sao bây giờ hả anh? Không thể dậy như vậy được, ở nhà la chết. Hình như quanh đây có một cái giếng đó em à. Thôi đi, lại đó tắm sơ sơ nha.
Ê. Sao em chạy nhanh quá vậy? Em thắng anh rồi đó. Không, tại vì anh muốn nhường cho em thắng. Anh mau rửa mặt nhanh lên. Sao vậy? Đưa ta ra xa nữa. Sạch rồi đó. Nhưng mà trên mặt của em á vẫn còn dính sình kìa. Hết chưa? Nhắm mắt lại đi. Ê. Anh sao vậy? Giờ người của em ướt hết rồi nè. Thì anh trả thù em cái chuyện hồi nãy em ngồi cười anh hoài à? Ê. Được thôi, coi nè. Anh, sáng giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Anh đỡ rồi Haron à. Anh nằm nghỉ một chút chắc là sẽ khỏe thôi mà. Sáng giờ uống hai lần thuốc rồi vẫn không khỏe gì hết. Anh hai, bác sĩ nói là tình trạng huyết áp của anh như vậy thì phải siêng năng tập thể dục. Anh chỉ cần đi bộ cũng được. Sáng sớm anh thức dậy, anh đi một vòng tới nông trại. Em nghĩ là anh có thể làm được mà anh hai. Chuyện đó em thấy không có gì là khó hết. Nếu cần em sẽ đi cùng với anh. Anh biết rồi mà, anh nhất định sẽ làm. Thôi em đi lo công việc đây, anh cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi. À được rồi. Anh thấy còn đau đầu không? Anh vẫn còn đau đầu lắm. Chắc là anh phải để cho Haron lo việc hôm nay quá. Anh mệt thì cứ nghỉ đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Để em làm cho anh mát đầu nha, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh ngồi dậy. Để em. Đây. Ừ.
anh lại không nhuộm tóc nữa rồi đúng không? Tóc của anh đã bắt đầu thấy tóc bạc rồi đó. À phải, anh không có thời gian để nhuộm tóc nữa. Anh không cần nhuộm tóc cũng được mà, cứ chấp nhận mình có tuổi đi có sao đâu. Em tránh ra đi. Em chạy đó hả? Em không cần phải nhắc nhở anh đâu Gina. Anh biết là anh lớn tuổi mà, chạm vô nỗi đau của anh em thấy vui lắm sao? Em nói giỡn thôi mà anh. Anh biết là anh lớn tuổi hơn em rất nhiều đó Gina. Cách nói chuyện của em làm cho anh tổn thương nhiều lắm, em có biết không? Em đừng bao giờ nói với anh như vậy nữa. Nếu như em thấy hối hận vì kết hôn với một người như anh thì chúng ta hãy chia tay đi. Chỉ cần em nói một tiếng là được thôi mà. Gina, cái chuyện gì mà anh ấy tức giận vậy? Em chỉ là vô tình nói giỡn với anh ấy thôi. Vậy mà anh ấy lại giận dữ rồi bỏ đi. Sức khỏe anh ấy hiện giờ không được tốt. Những lúc như vậy họ thường hay cáu gắt. Cô không cần lo lắng đâu. Tôi tin một lúc sau anh ấy lại bình thường thôi. Chừng nào mới sửa xong xe vậy hả Sadie? Giờ cũng trễ rồi đó anh à. Cũng sắp xong rồi. Quần áo của em bị ướt hết rồi, phải làm sao để nó khô trước khi về tới nhà đi. Em không cần phải lo chuyện đó đâu. Lên xe anh sẽ chạy thật là nhanh, gió thổi sẽ làm quần áo của em khô thôi mà. Chạy nhanh. Thôi đi nha. Em sợ ngồi sau xe của anh lắm rồi đó Sadik à. Nếu như anh mà còn chạy nhanh nữa em sẽ đi bộ về nhà. Được rồi, anh sẽ chạy chậm. Chịu chưa? Chúng ta về thôi. Được rồi. Ê, lên xe. Nhà chị Suna cũng ở gần đây nè. Đến chơi không? Cũng được đó. Mình mua gì cho Varun với chị Suna đi. Em muốn mua gì? Em sẽ không bao giờ đi nếu như không có quà cho cháu. Nó sẽ nhớ đó. Nhớ lúc anh còn nhỏ, mỗi lần chị hai đi chơi về anh đều muốn có quà còn gì. Được rồi, đi thôi. Ôi, sao vậy? Sẵn sàng chưa? Rồi. Đi nghe. Dạ. Nhìn anh kìa, anh cháu học bài chăm quá đúng không hả? Cháu không được phá anh có biết chưa? Phải để cho anh học. Xong rồi. Cháu của bà giỏi quá. Xong rồi sao? Hôm nay còn xong sớm vậy? Rồi, lại đây, ăn khi đi. Varun cũng sẽ ăn khi nhanh thiệt nhanh giống như làm bài ha. Để còn có thời gian chơi với em gái của mình nữa, đúng chứ? Cháu của bà muốn chơi cái gì nào? Nói đi. Cháu muốn lên sân thượng chơi thả diều. À, vậy mình lên sân thượng thả diều ha. Đúng đó. Nhưng mà trước tiên cháu phải ăn cho hết món khi mới được. Giỏi, cháu cũng há miệng ra để bà đút cho nào. Không được chơi gì hết. Gì đây Varun? Mẹ kêu con viết từ 1 tới 10 mà.
Vậy mà con viết cái gì đây? Nói cho mẹ nghe coi. Con chỉ nhớ có hai số đó. Con không lúc nào chăm chú nghe mẹ dạy hết Varun. Tối ngày con chỉ biết chơi trò chơi. Mẹ sẽ nói với ba của con. Để ba con đánh con có chịu không? Suna, con thôi đi mà. Varun của bà vẫn còn nhỏ mà. Nếu mà Varun không chơi thì còn làm gì hả? Đúng không Varun? Được rồi, cháu mau ăn khi nhanh lên đi. Ăn xong rồi thì lên sân thượng thả diều. Nhanh, ăn đi. Ngon quá ta. Tụi mình á, tới đúng lúc thiệt nghe. Mời vào. Phải anh đang dùng thuốc để chữa bệnh huyết áp không? Anh dùng cũng lâu rồi phải không? Dạ. Vậy thì anh không cần phải lo, anh vẫn khỏe mà. Nhưng mệt mỏi mà anh đang gặp phải là do vấn đề tuổi tác thôi Vasan. Hay đây là chuyện tự nhiên, ai tuổi này cũng sẽ như vậy. Anh sẽ có những thay đổi về tinh thần, anh cần phải làm quen, thậm chí là chấp nhận nó. Tôi từng trải qua tuổi của anh nên tôi hiểu rất rõ cảm giác này. Anh rất bình thường. Tôi vẫn không thể nào hiểu thầy à. Tôi bây giờ thường xuyên mệt mỏi, ăn không ngon, làm gì cũng không còn hiệu quả như xưa nữa. Trước đây một ngày tôi có thể làm việc 12 tiếng nhưng vẫn còn dư năng lượng để làm chuyện khác. Nhưng mà bây giờ thì chỉ 3-4 tiếng thôi là tôi mệt không thở nổi luôn rồi. Tôi cũng không thể nào chịu nổi nắng nóng ở trang trại. Với lại tôi còn bị buồn ngủ ở bất cứ nơi đâu. Tôi thấy hình như là mình bị cái gì đó. Tôi thấy nó rất kỳ lạ, không thể nào như vậy được. Tôi sẽ kê thêm thuốc cho anh. Nhưng điều quan trọng là anh phải giữ gìn sức khỏe của mình. Những gì anh đang lo lắng ở trong đầu chỉ làm cho anh mệt mỏi thêm thôi. Anh hiểu chưa? Nhưng tại sao tôi lại bị như vậy chứ? Thầy không hiểu hả thầy? Tôi... Tôi thấy mình rất mất mặt. Vì để vợ tôi biết được điều này, tôi yếu quá. Những gì mà anh đang cảm nhận về mình lúc này rất khó để đối mặt với những chuyện này. Nhưng mà anh phải kiên nhẫn. Anh không cần phải thấy xấu hổ, bởi vì hãy nghe theo lời khuyên của những người đi trước. Anh phải chấp nhận một sự thật là vợ của anh nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Chuyện không hòa hợp cũng là chuyện rất bình thường Vasan. Cho nên anh cần có thời gian để khôi phục lại, cũng như đừng tạo áp lực cho mình. Thôi, để tôi kê thuốc cho anh. Loại thuốc này có thể giúp tăng cường thể chất, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần của anh. Nếu như anh khỏe mạnh mà vẫn cứ tạo áp lực cho mình thì vấn đề của hai người sẽ càng trầm trọng hơn. Anh cần phải bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, đừng tạo áp lực cho mình. अब आपके सामने क्या मुंह खोलूं मैं? आपकी बिंदड़ी खेतों में आपके पोते के साथ थी। आपके घर की बिंदड़ियों से आचरण न था उसका।
अब इतने बड़े घर की बिंदड़ी को ऐसी बेशर्मी शोभा ना देती माजी साहब। मत्थो घूम गया के थारो किशोर, तुम्हारी बिंदड़ी ऐसे छचोरोपण करेगी? अपनी आंखों से देखी मैंने माजी साहब, अगर भरोसा ना हो तो खुद ही पूछ लियो आप।